Không. Hello, xin chào mọi người. Các bạn thấy ai đây không? Nó kìa, nhìn tao Văn Anh, mày là sao? Mày đây để mày chứng kiến điều gì hả Văn Anh? Đây là chống tay lên xem. Cái gì? Chống tay lên xem, chống mắt lên xem. Là? Xem được mấy bữa giảm cân. Mấy bữa giảm cân đúng không? Tuyền. Em chắc chắn sẽ làm cho cuối tháng. Em muốn làm cho con chó. Văn, từ từ cho con Văn nó tập nốt để tí. Con Văn nó cũng đã có một lời thề là không cái gì đấy làm chó. Có một lời thề và tên tối là về xem vlog này biết Tuyền bao nhiêu cân? Em 3. Bao nhiêu? 53. 53 cân, giảm xuống bao nhiêu cân? Dạ, mày giảm xuống 49 cân. 49 cân trong vòng bao lâu? Em biết em cũng nói được. Mày đừng có trêu ngươi những người đang giảm cân ở đây nhá. Đây đây. Vân, lời thề là làm mày làm không cái gì mày làm chó nhỉ? Không, Vân thề không bao giờ yêu răng con làm chó. Thế mà bây giờ yêu xoay đắm. Đấy lời thề, nếu không thề không sao, thế y đặng chết. Đang này có tập không? Không tập. Mày tập không? Không tập à? Em gầy lắm rồi. Mày tập tăng cân cho. Gầy là phải tăng cân. Nhưng mà em tăng, em toàn tăng mặt thôi, em sợ mặt béo nên hình tao, béo. Tao có bài để cho mà tăng cơ. Đấy, 6 múi bắt tay body các kiểu. Mỡ mà. Chú mày không cất xe đi để cho chú về à? Đang trên này nó chưa xong bài đâu, chưa về được đâu. Xong rồi à? Chưa xong, chưa hết bài em, chưa về được em. Cất tạ đi. Còn chưa được 1 tiếng đúng không? Chưa. Mới được có 3 bài thôi, nó định trốn về rồi, cất tạ đi nhanh lên. Tự nhiên này tôi có hai học viên ngoan quá các bạn ạ. Cố lên mày, cố lên. Phòng tập có đi, PT free. Mà lại không giảm một cân nữa thì bắt đầu lại đứng rồi. Bắt đầu đứng rồi đấy. Mày có tăng là cân không mày? Mày xoắn nó. Em tăng cân giảm cân dễ cực. Thôi mày mõm. Em quá tăng cân còn sao cũng mới là người mặt fit ra kìa. Không, em vẫn thế. Đâu từ đợt tôi đi làm bao cân? Dạ. Đi làm bao cân? 63, 64, bây giờ 62. Ủa, xong chưa? Xong chưa? Thế lấy 3 cái bát tạ, 2 cái tạ ba cân của Vân ra đây đi nhanh lên. Tập thì chẳng có mồ hôi nhỉ? Mày thôi. rất là nó đã bơ mày đi rồi bạn anh ạ. Nắm đây, ngửa đây, yes. Ngửa ra. Bây giờ ấy, một cái động lực tập ấy, in một ảnh ngày xưa mình đẹp mặc bikini ấy, dám ở đấy. Thôi đi, ảnh ngày xưa đẹp mặc bikini toàn bóp cả thôi. Thế là cái động lực mình sẽ không phải bóp. Rồi nào, cầm tạ lên. Để hai quả tạ ở dưới ngực. Đẩy lên. Thở ra. Xuống hít vào, lên thở ra, hông gông mũ lên, gông mũ. Rồi. Không, dừng lửng lên phải để 2 giây. Ừ. Rồi Vân, xuống plank đi. 4 lần, mỗi lần 40 giây, lấy đồng hồ ra. Được. Đây là phòng gym của tôi là PT Yến Xôi, xin chào các bạn. Đây là một học viên, đây một học viên kỳ cựu của tôi. Xin chào học viên. Bốn mươi giây trước phải ở Hà Nội làm sao? Em bảo Tuyền phải kết hợp cả chạy. Chưa nói em cũng chạy 5-7 cây. Mày phải tập cho giá người ra. Đừng ngại anh đi bộ 10 phút anh đi lao cho mày xuống nghỉ lâu thế kìa. Mày đừng cười, tập tạ mày nghiêm túc rơi tạ mồm. Mày xuống mày hít vào thì mày phải lên luôn để mày thở ra chứ mày không hít vào à? Hả? 25 cái. Đừng gì? Thế à? Em thật sự em tập có một anh PT. Rồi, một bể bắt nước là bể bắt nước. Mày biết kiểu đấy là kiểu rất muốn đấm PT không? Tao đi tập PT tao ghét. Không, tao đi tập PT tao ghét nhất kiểu mà tao vừa làm với con Vân luôn. Tao đã xong rồi. Tao đã xong 20 giây rồi, nó lại bắt tao 5 giây nữa. Tao chỉ muốn dậy tao đấm nó thôi. Ừ, nó đếm ở ghét máy hả? Tao tập cái đấy tao ghét luôn luôn á. 2 4 Thế các bạn ơi, câu là rồi sau này chúng ta đều trở thành người chúng ta ghét thôi, không sai tí nào. Chắc từ ngày mai phải tập mông. Ờ, mày lên đây cho mày tập mông. Tại ngon thì chạy được 2 hôm em thề. Xin lỗi đi. Mày xin lỗi ai? Anh kia đang mãi nghe nói chuyện đang tập nữa à? Tập đi.
Nam đang ngủ luôn, đang ngủ luôn. Thấy mát chưa? Thấy nằm đấy vẫn buồn ngủ chưa? Buồn ngủ chưa? Chưa, thế là vẫn chưa mệt đâu. Lúc nào nằm đấy mà muốn ngủ luôn thì mới là tập mà ác. Cho nó check in mẹ, cho nó kiểu check in. Tập em chụp đâu? Mày không giữ lại ở trên đấy à? 2 giây. 1 2 xuống. Rất tập vậy. Mấy đứa ở đây còn nhìn Nhiên với Tuyết nữa cơ các bạn ạ. Rất đông. Tuyết bùng kèo à? Đâu, Tuyết đang ở dưới. À. Có vừa quay video mày rồi Tuyết ạ. Nên mày quay vlog chúng nó bảo nó chèm gió với chúng nó thì nhớ ra là mình chưa hết bài. Hello, xin chào mọi người. Mẹ đang những con người giảm cân đang bàn bạc về những món ăn tăng cân. Em đang cải con tuyến non rồi. Giảm cân. Giảm cân. Em nhớ giảm câu chuyện tuyển. Chưa đây em vừa mới ăn salad rồi đó. Đừng ăn salad. Tuyển tập đến hôm nay là ngày thứ hai. Nhưng mà tuyển đã lên lịch 30/4/1 đi food tour Hải Phòng. Một ngày cheat day, nó gọi là cheat day. Sáng em vừa ăn một hộp xôi ruốc. Thế là biết rồi. Đã bảo ăn cơm nó cứ ăn xôi. Một hộp xôi ruốc là đã là 500 calo rồi. Mày có biết là một hộp xôi ruốc đấy bằng 3-4 bát cơm không? Bát cơm thịt nạc không bằng 3-4 bát cơm không? Đấy, mà nó tập ăn xôi. Thế sao ăn xôi hả trời? Nó bảo là em ăn xôi, em ăn phở. Em ăn bánh mì kẹp xúc xích, oh my god. Ok, cảm ơn em. Không cần ức gà với trứng luộc, bảo là ăn cơm nhà bình thường, ăn cơm thịt rang. Gì? Hả? Ta đổi cây khác. Cây này tao dùng, cây của tao là tao dùng từ hồi mua có 8 triệu, tao mua từ hồi ở Nguyễn Khắc Hiếu. Đúng rồi, thế là bán thôi. Sao sao Vân hỏi đi Vân. Em bảo sáng em ăn thế xong chuyện ăn xa lát, có sốt nó không ấy đâu. Có béo mà có nha. Có béo. Trưa chiều tôi ăn rau đi. Tôi ăn rau với cả cái gì cho nó nhiều đạm vào. Mày vừa tập em lên tầm 4-5 phút chị ạ. Để cho nói xong đã, cho trình bày xong đã, rồi trình bày những em đến lượt Tuyết giờ nào, 2, 3. Tập 4 năm rồi, hôm sau chị lên chị cho em những bài khác tập lại, nhưng mà em nhàn quá thật sự. Tôi tập 4 năm rồi. Và tôi chỉ có 4 bài là tập tủ của tôi là ok nhất. Tôi chỉ tập 4 năm, tôi chỉ tập 4 bài đấy. Bây giờ nó tập được 4 ngày. 3 ngày nó bảo chán. Nhưng mà tập 4 bài đấy là ok đúng không chị? Đấy là những bài mà dễ tập nhất. Dễ tập nhất và đỡ chán nhất, đỡ kinh nhất. 10 giây. Thì gì? Rồi ok, vấn đề giảm tôi diễn ra thành PT các bạn ạ. Rồi Tuyết. À, cái sáng này em ăn một cái bánh mì bằng khác nhưng còn là dài. Thôi tao xin mày. Ôi các học viên của tôi. Ôi các học viên đem giáo án của tôi đi đốt các bạn ạ. Sáng em ăn xôi, bây giờ tưởng đứa tưởng cái đứa kia nó lên level khác, đẳng cấp khác vì nó nhiều tuổi hơn, nó cơn nào đó em ăn bánh mì tam giác. Nhưng mà chị ơi, sao hồi trưa em còn ăn mì nước, mì béo, nói kiểu nếp, cái nếp béo lắm. Cơm bò nướng tạm Hàn Quốc. Thôi chị dừng lại, xin từ chối. Không. Bây giờ em dùng 9 cân để em chỉ cần giảm hơn, em không giảm cân. Chị ơi, hôm nay làm 4 ngày đến giờ này em đói quá. Tối nay có phải bia không? Giờ uống bia rồi. Chị ơi, tối nay em ăn mực được không? Ăn mực hấp được. Mực nướng ạ. Mực nướng được. Xong ăn được cái gì nữa chị? Thế thôi. Không. Không, chả may. Em chua toàn bì thôi, toàn da thôi. Không. Em bùi toàn mỡ đây, chả biết gì. Thế mai em ăn thịt bò gì được? Thịt bò hấp. Hấp thịt bò. Thịt bò xào. Xào với cả nước tương ấy. Còn là xào với dầu điều. Không có dầu riết gì hết, xào không. Nó khác ra nước.
Sao không mày đừng lấy một level đấy, mày thấy là mày được ăn thịt bò xào là mày đã sung sướng cuộc đời lắm rồi. Hôm qua chị ơi em phải xuống 48 cân, hôm nay tập được 3 ngày em không xuống cân nữa chị ơi. Em giữ cân. Tôi quá mệt mỏi vì những học viên này các bạn ạ. Thật thề luôn, ngoài kia nó mà thu tiền nó phải thu bộ này gầm, nếu mà người bình thường người ta thu 8 triệu bộ này với x3. Vì riêng vì cái tội là đốt giáo án suốt ngày, nói câu trước câu sau ăn cái khác luôn. Tối hôm qua nhắn tin chị ơi em đói quá, em ăn gì cái thứ bảo là ăn cơm nhà, sáng nay em ăn xôi. Chị ơi, sáng ăn tuyết, sáng tuyết chị ơi em ăn gì cho gửi trước đơn. Em lấy mì tam giác. Không, em nghe em ăn đồ bân mới bảo rằng là chị ơi chị ấy bảo là không nên ăn như thế đấy. Đâu. Oh my god, có mệt mỏi. Thôi được rồi, bỏ qua vấn đề đi, người các bạn không xin xem rồi. Phan Anh ơi, mày có câu hỏi hay hơn mày. Bây giờ mày coi như là cái tuyển nó không ở kia đi. Đấy, coi như là cái tuyển nó không ở đấy. Đấy, mày thấy cái tuyển nó là người như thế nào? Không, mình thấy cảm giác có tính cách rồi các thứ mọi thứ, nó cảm thấy mày thấy nó là như thế nào? Cái nét nó trái ngược với cái gọi là cái hệ điều hành, nó trái ngược với cái giao diện à? Chị, em lưu tuyển nào chị biết không? Gãy bất trị. Sao đâu mày để hình lên là cái gì đây? Quá yêu thương nhau. Đổi tên liên danh bạ gọi là nó liên tội. Quá. Mày không phải mày phải nói vài câu đi. Mày thấy nó là như thế nào? Chị Yến quay vlog nó lưu tên em trong điện thoại Việt ạ. À, mày thấy nó là con người như nào? Nhận xét đi. Có nghĩa là một con người lúc nào trong một ở một cái chế độ có thể cãi bất cứ lúc nào, có nghĩa là không cần set up trong đầu luôn, chỉ cần người khác nói phát là cãi được luôn. Lật gọi là. Có nghĩa là trong đầu lúc nào cũng. Cái không cần biết xài đủ cãi hết. EQ cãi nó rất là cao. Nhanh cực. Nó gọi là EQ phản biện hiểu không? Sáng nhưng mà. Cái phản biện thoại bập thế thì tốt, nhưng mà đề cao thì nói chung là nó như cái tên danh bạ em lưu thôi. Rồi bây giờ ok, bây giờ tính cách cực tệ thì là 1, mà cực tốt thì là 10, thì là thang điểm mấy? Là sao cực tệ, từ cực tệ đến cực tốt là 1 đến 10, cực tệ đến cực tốt là 1 đến 10, thì là được mấy? Cực tệ đến cực tốt đến 10, từ 1 đến 10. Năm. Thế được rồi, thế là vẫn yêu thương nhau lắm. Tôi tưởng là cho 0.25 thì mới nhục. Số 5 thôi, bởi vì thi thoảng vẫn biết nghe lời. À, thế được rồi, người trong khúc người có lúc nghe. Ai ăn thì tôm chưa? Rồi, thế lại thang điểm. Rồi, thang điểm sắc đẹp. Nice. 1 là cực xấu, 10 là cực xinh. Từ 1 đến 10. Mấy? Sắc đẹp thì nó đang nghe lắm ấy, Rồi nào, sắc đẹp. Em sẽ cho 10. Em sẽ cho 10, các bạn nhìn đếm ngón tay nó chưa? Thế là có nghĩa là xinh, trên trung bình là xinh lắm rồi. Rồi. Thế về mà trí thông minh ấy. Trí khôn ấy, từ 1 đến 10. 1 là cực ngu, 10 là cực khôn. Từ 1 đến 10. Chúng mình đang nghe đấy, nghe quá. Nào, chị Đông Minh à? Phải. Tao không biết tiếng Anh. Anh đầm à? Thế là hơi đần đấy các bạn ạ. Cho 10 nhá. Đều ngoài tay. Quá thông minh. Thế rồi, thế rồi. Về xem vlog nhá, Dạ, về đây. Em thích em đồng ý. Có nghĩa là em Phan bảo là em có cứ cái gì nói là em không đồng tình, thì nó bảo là sáng nay em bảo là em không thích nó đâu, nhưng mà bây giờ em không đồng ý thì là mày lại thích nó à? À không, em đồng tình. Đấy nhá, nó bảo nó thích mày rồi nhá. Câu chuyện sáng nay là không. Nói chung là chấm điểm nó không sâu sắc, không đúng lắm các bạn ạ. Hả? Uống bia gì? Bia hơi rồi quá. Mày chỉ uống mỗi bia thôi chứ mày không ăn mồi à? Em ăn lòng sóng dưa. Mày bỏ tao lần sau cấm câu hỏi tao giảm cân nữa, tao tao bỏ qua tin nhắn của mày. Không. Hello, xin chào mọi người.
mẹ đang những con người giảm cân đang bàn bạc về những món ăn tăng cân. Em đang cãi con Tuyến nó nên rồi. Chị nói cái câu chuyện giảm cân, em nhớ là một câu chuyện Tuyến. Trước đây em vừa mới ăn salad rồi có cái sốt ở đó. Đừng ăn salad. Tuyển tập đến hôm nay là ngày thứ hai. Ừ. Nhưng mà Tuyển đã lên lịch 30/4/1/5 đi phút tour Hải Phòng. Một ngày cheat day, nó gọi là cheat day. Sáng em vừa ăn một hộp xôi xương ruốc. Thế là biết rồi. Đã bảo ăn cơm nó cứ ăn xôi. Một hộp xôi ruốc đã là 500 calo rồi. Mày có biết là một hộp xôi ruốc đấy bằng 3-4 bát cơm không? Bát cơm thịt nạc không bằng 3-4 bát cơm không? Đấy mà nó tập ăn xôi. Thế sao lại ăn xôi hả giời? Nó bảo là em ăn xôi, em ăn phở, em ăn bánh mì kẹp xúc xích, oh my god. Ok, cảm ơn em. Không cần ức gà với trứng luộc, bảo là ăn cơm nhà bình thường, ăn cơm thịt rang. Gì? Hả? Ta đổi cây khác. Cây này ta dùng, cây của tao là ta dùng từ hồi mua, có 8 triệu tao mua từ hồi ở Nguyễn Khắc Hiếu. Đúng rồi, thế là bán thôi. Sao sao Vân hỏi đi Vân. Em bảo sáng em ăn thế xong chuyện ăn xa lát, có sốt, sốt nó không ấy đâu. Có béo mà, có nha. Có béo. Chưa là chiều tuấn rau đi. Tôi ăn rau với cả cái gì cho nó nhiều đạm vào. Em hôm nay em lên tầm 4-5 phút chị ạ. Để cho nó nói xong đã, cho trình bày xong đã, rồi trình bày nhanh lên đến lượt Tuyết giờ nào, hai ba. Tập 4-5 phút rồi, hôm sau chị lên chị cho em những bài hát tập này, nhưng mà em nhảm quá thật sự. Tôi tập 4 năm rồi. Và tôi chỉ có 4 bài là tập tủ của tôi là ok nhất. Tôi chỉ tập 4 năm, tôi chỉ tập 4 bài đấy. Bây giờ nó tập được 4 ngày 3 ngày nó bảo chán. Chị mà tập 4 bài đấy là ok đúng không chị? Đấy là những bài mà dễ tập nhất, dễ tập nhất và đỡ chán nhất, đỡ kinh nhất. 10 giây. Cái gì? Rồi ok, vấn đề giảm của tôi diễn ra thành PT các bạn ạ. Rồi Tuyết. Sáng nay em ăn một cái bánh mì tam giác nhưng còn là dài. Thôi tao xin mày. Ôi các học viên của tôi. Ôi các học viên đem giáo án của tôi đi đốt các bạn ạ. Sáng em ăn xôi, bây giờ tưởng nước nữa. Tưởng cái đứa kia nó đến level khác, đẳng cấp khác vì nó nhiều tuổi hơn. Nó cái tên nào đó, em ăn bánh mì tam giác. Nhưng mà chị ơi, sao hồi trưa em còn ăn mì nướng, mì béo. Nói cái của nếp béo lắm. Cơm bò nướng tạm Hàn Quốc. Thôi thôi chị dừng lại, xin từ chối. Không. Bây giờ em dùng 19 cân này, em chỉ cần giảm hơn, em không giảm cân. Chị ơi, hôm nay làm tối nay đến giờ này em nói rồi. Tối nay có thể bia ra, giờ uống bia rồi. Chị ơi, tối nay em ăn mực được không? Ăn mực hấp được. Mực nướng ạ. Mực nướng được. Sao ăn được cái gì nữa chị? Thế thôi. Không. Không, chả may. Em chưa toàn bì đâu, toàn da thôi. Không. Em bùi toàn mỡ đây, chả biết gì. Thế mai em ăn thịt bò gì được? Thịt bò hấp. Thịt bò xào. Xào với cả nước tương ấy. Bò xào với dầu điều. Không có dầu riết gì hết, xào không. Nó khác ra nước. Sao không mày đừng. Đến một level rồi đấy, mày thấy là mày được ăn thịt bò xào là mày đã sung sướng cuộc đời lắm rồi. Hôm qua chị ơi em lại xuống 48 cân. Hôm nay tập được 3 ngày em không xuống cân nữa chị ơi. Em giữ cân. Tôi quá mệt mỏi vì những học viên này các bạn ạ. Thật thề luôn. Ngoài kia nó mà thu tiền, nó phải thu bộ này gầm. Nếu mà người bình thường người ta thu 8 triệu bộ này với x3. Vì riêng vì cái tội là đốt giáo án suốt ngày, nói câu trước câu sau ăn cái khác luôn. Tối hôm qua nhắn tin chị ơi em đói quá, em ăn gì cái thứ. Em bảo là ăn cơm nhà, sáng nay em ăn xôi. Chị ơi sáng tuyết, sáng Tuyết chị ơi em ăn gì cho gửi cho đơn. Em lấy mì tam giác. Không, em lên em ăn đồ Vân mới bảo rằng là chị ơi, chị Yến bảo là không nên ăn như thế đấy. Đâu. Oh my god, có mệt mỏi. Có mệt mỏi. Thôi được rồi, bỏ qua vấn đề đi người. Các bạn không xin xem rồi. Phan Anh ơi, mày có câu hỏi hay hơn mày. Bây giờ mày coi như là cái Tuyền nó không ở kia đi.
Đấy, coi như là cái Tuyền nó không ở đấy. Đấy, mày thấy cái Tuyền nó là người như thế nào? Không, mình thấy cảm giác, tính cách rồi các thứ, mọi thứ nó cảm thấy mày thấy cái nó nếp, là như thế nào? Cái nét nó trái ngược với cái gọi là cái hệ điều hành nó trái ngược với cái giao diện à? Chị, em lưu Tuyền nào, chị biết không? Gãy bất trị. Sao đâu mày để hình lên cái gì đây? Quá yêu thương nhau, đổi tên liên danh bạ gọi là nó liên tội. Quá. Mày không, mày phải nói vài câu đi. Mày thấy nó là như thế nào? Chị Yến quay vlog nó lưu tên em trong điện thoại Tuyền ạ. Anh ơi. Anh cho mượn cái tính của anh quay một cái nữa. À, mày thấy nó là người như nào? Nhận xét đi. Có nghĩa là một con người lúc nào trong một ở một cái chế độ có thể cãi bất cứ lúc nào, tức là không cần set up trong đầu luôn, chỉ cần người khác nói phát là cãi được luôn. Lập gọi là có nghĩa là trong đầu lúc nào cãi không cần biết sai đủ cãi hết. EQ cãi rất là cao luôn. Nhanh cực. Nó gọi là EQ phản biện, hiểu không? Giá như mà cái phản biện thoại bập thế thì tốt, nhưng để cãi. Nói chung là nó như cái tên danh bạ em lưu thôi. Rồi, bây giờ tính cách cực tệ thì là 1, mà cực tốt thì là 10, thì là thang điểm mấy? Là sao? Cực tệ, từ cực tệ đến cực tốt là 1 đến 10. Cực tệ đến cực tốt là 1 đến 10 thì là được mấy? Cực tệ đến cực tốt đến 10, từ 1 đến 10. Em cho 5. Thế được rồi, thế là vẫn yêu thương nhau lắm. Tôi tưởng nó cho 0.25 thì mới nhục. Số 5 thôi, bởi vì thi thoảng vẫn biết nghe lời. À, thế được rồi, người trong khúc người có lúc nhỉ. Ai ăn thì tôm chưa? Rồi, thế lại thang tôm điểm. Tôm mà kêu ai pha với lúc máy à? Rồi, thang điểm sắc đẹp. Nice rồi. 1 là cực xấu, 10 là cực xinh. Từ 1 đến 10. Mấy? Sắc đẹp thì nó đang nghe lắm ấy, nó đang nghe lắm ấy. Rồi nào, sắc đẹp em sẽ cho 10. Em sẽ cho 10, các bạn nhìn đếm ngón tay nó chưa? Thế là có nghĩa là xinh, trên trung bình là xinh lắm rồi. Rồi thế về mà trí thông minh ấy, trí khôn ấy, từ 1 đến 10. 1 là cực ngu, 10 là cực khôn. Từ 1 đến 10. Chúng mình à, chúng mình đang nghe đấy, nghe quá. Nào, Chí Đông Minh à? Phải. Tao không biết tiếng Anh. Anh đầm à? Thế là hơi đần đấy các bạn ạ. Cho 10 nhá. Đều ngoài tay. Quá thông minh. Thế rồi, thế rồi. Bây giờ vlog nhá, bây giờ vlog nhá. Bây giờ vlog nhá. Em thích, đồng ý. Có nghĩa là em Phan bảo là em có cứ cái gì nói là em không đồng tình, thì nó bảo là sáng nay em bảo là em không thích nó đâu, nhưng mà bây giờ em không đồng ý thì là mày lại thích nó à? À không ạ, cái đêm đồng tình. Đấy nhá, nó bảo nó thích mày rồi nhá. Nói chung là chấm điểm nó không sâu sắc, không đúng lắm các bạn ạ. Hả? Uống bia gì? Bia gì? Bia hơi rồi quá. Mày chỉ uống mỗi bia thôi chứ mày không ăn mồi à? Em ăn lòng sáu dưa. Mày bỏ tao lần sau cấm có hỏi tao giảm cân nữa, tao bỏ qua tin nhắn của mày. Không. À, làm mình gặp mày đây ở đây. Đâu rồi đứa nào? Đây. Đây là Tuyến mà, đây Tuyến. Em là Tuyến ạ. Có nốt ruồi như sao không nhìn thấy nốt ruồi, khổ. Ăn những cái gì? Ăn tạp nham nhiều thứ, lúc ăn ngọt xong ăn mặn. Ăn mặn, ăn ngu à? Đâu rồi? Đang ở trên nhà, làm thích dưới nhà. Ồ, khổ thân. Về đi ăn đấy. Bây giờ đi mua đồ ăn cho nó. Ồ. Thế mày không ăn giống như nó à? Mình chưa bao giờ ăn, tao cũng ăn ngày xả và ăn vớ vẩn hổ lốn, nên là tao trộm vía chưa bị bao giờ. Chắc là bị ăn này cái gì ôi thiêu thôi, hoặc là hết hạn thôi. Em hạn chế ăn nhiều cái một lúc. Nhưng mà từ nó hay ăn thì. Thấy bỏ thì cứ hơi giảm cân. Em giảm cân là gì? À thế à? Hôm nay đến tháng
Ôi, cái thế là cái tiền nó sẽ giảm cân được trước, nó ngộ độc thực phẩm nó sẽ giảm được khoảng 3 cân trong vòng 2 ngày. Công nhận, con không ăn được gì hả? Ừ. Ngày xưa nó bị ngộ độc cá cầu, bây giờ nó không dám uống mãng cả mãng cầu luôn. Uống cho mãng cầu ngộ độc luôn. Kiểu mãng cầu à, nó không được mua. À, thế thì ngồi bụng dạ là không được tốt cho lắm. Còn cá bò này, cái nồi. Bà của Ngọc Anh. À, đây là Phương Anh đang múc bang, ui ăn gì đấy, lòng mề xào. Ăn này còn ít. Khổ khoa, nhồi thịt. Ừ, ăn ít cơm thôi là được rồi. Được. Thì hôm đấy để em ăn nhiều dã man luôn, em bảo quá là không biết sao. Hôm qua em lấy thuốc, em lấy thuốc em lên mạng em thuốc, toàn thuốc hỗ trợ cho người biếng ăn. Thế này, người ta bán cho thuốc bổ hỗ trợ cho người biếng ăn thôi. Ngứa vẫn còn ngứa. Hay run sán gì? Nó khám không giả? Tôi thấy em này chua. Ở đây, ở đây. Jimmy. Đứng ba xem tuyến tình hình nào đấy nha các bạn. Đây là Vân. Hôn cơm mà. À, đang đợi Giang Quan à. Mì à, chưa ăn mì à? Tuyến nó ngủ ở đâu? Tưởng Tuyến ở công ty mà Vân. Mọi người đi ăn trưa hết rồi ạ. À Tuyến à, Tuyến chắc tưởng nó chắc nó về rồi. Tuyến. Đúng rồi, em vừa nghe thấy nó bảo nó em vẫn phải về. Ờ thì nó về rồi. Đi đâu? Nó bị ngộ độc nó về rồi. Tuyến ấy. Ừ, không biết à. Em làm cùng cái Tuyến ấy. Tuyến về, Tuyến đi mua đồ ăn cho Tuyến nữa, thế là không quay được vlog cho các bạn xem rồi. À để. Dừng lại Vân thôi. Không. Mình sẽ điều tra xem chế độ giảm cân của nó hôm nay như nào. Xin mời. Sáng. Em ăn một cái bánh bao gì? Bánh bao thập cẩm. Tôi tính calo online cho các bạn, bánh thập cẩm 400 calo. Tiếp. Sau của em vừa ăn một quả hồng xiêm. Hồng xiêm, một quả hồng xiêm to rồi bé. Như kia. Ừ, một quả hồng xiêm đấy 40 calo đó là 440 calo. Tiếp. Một tí dưa đấy 20 calo nữa là 460 calo tiếp. Hết rồi. Hết rồi, đang chuẩn bị ăn cái gì? Em đang chuẩn bị ăn mì trộn. Úi trời, mì gì trộn? Mì trộn gà. Ô, mì tôm hay mì tôm hay mì xào hay mì trắng hay mì gì? Em mì trộn. Cái mì trộn nó cực nhiều mỡ, cứ cho cái mì trộn 500 calo nữa, thế là nó đã ngốn khoảng độ 960 calo. Tối về thường là tối qua ăn gì? Tối hôm qua em nhịn. Ừ. Em uống nước. Ừ, điều. Thế nay đi quay có uống nước nôi trà sữa trà đạp trà đá gì không? Hôm nay em quay về nhà xếp phòng. À thế là 900 calo, thường nếu mà người như tôi trao đổi chất cực tốt như tôi thì tôi một ngày là chế độ giảm cân của tôi là 1200 calo, còn trao đổi chất con này kém kém khoảng chắc khoảng 1000 1100. Còn nếu mà từ giờ đến chiều tập được khoảng tiếng nữa thì tối về sẽ được ăn khoảng độ một bát cơm, một đĩa rau, một ít thịt. Chiều nay em lên tập cardio mà. Ừ. Mày... tàn đúng mấy cân rồi. Em vẫn 49 cân. Nhưng mà em tập 2 hôm em giảm được 5 lạng đấy. Các bạn ơi, chạy KPI đi biển ác quá. 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đến nơi rồi. Chạy KPI ác. Em đang cố gắng. Cố lên. Em về em bị em đi em đau hết hai cái bên hông này này. Thế là mông mình đang to ra đấy. Sao em không hiểu sao em bị đau lưng nữa. Tập sai đấy. Đau kinh khủng. Ừ, tập không có mụ tập sai đấy.